For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự hôm nay. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á lãnh 25 năm tù. Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị tòa tuyên phạt 25 năm tù với cáo buộc thông đồng lót tay hàng tỷ đồng cho các bị cáo thuộc Học viện Quân y để được cấp phép sản xuất kit xét nghiệm COVID-19. Sau 3 ngày xét xử, Tòa án Quân sự Thủ đô đã đưa ra phán quyết với 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y, Phan Quốc Việt cùng 2 bị cáo khác trong vụ án liên quan Công ty Việt Á. Các bị cáo làm mất uy tín, lòng tin của nhân dân với quân đội. Hội đồng xét xử đánh giá tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm mất uy tín, lòng tin của nhân dân đối với quân đội. Bên cạnh đó, hành vi của các bị cáo còn xâm phạm đến tính đúng đắn, cạnh tranh công bằng trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, tòa cho rằng cần xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử cho rằng đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Trịnh Thanh Hùng vì vụ lợi cá nhân mà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn Bộ Khoa học và Công nghệ giao để thông đồng với Phan Quốc Việt rồi yêu cầu Hồ Anh Sơn đưa Việt Á vào tham gia đề tài nghiên cứu, sản xuất kit xét nghiệm. Sau đó, nghiệm thu đề tài trái pháp luật. Bị cáo Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng và Hồ Anh Sơn dùng kit của Việt Á cung cấp đưa đi thử nghiệm, nghiệm thu đề tài trái pháp luật. Ngoài ra, Phan Quốc Việt vì vụ lợi cá nhân muốn bán được nhiều kíp, thu nhiều lợi nhuận, nên để Học viện Quân y nhận kíp, lập các văn bản trước, sau đó thì chi tiền hoa hồng cho các bị cáo khác. Bị cáo Việt giữ vai trò, trách nhiệm chính trong vụ án này. Bị cáo Hồ Anh Sơn được Học viện Quân y phân công nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, tuy nhiên bị cáo không thực hiện việc nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung của đề tài mà thông đồng cùng Hùng và Việt sử dụng kit của Việt Á để cung cấp đưa đi thử nghiệm đề tài trái pháp luật. Bị cáo Sơn phải chịu trách nhiệm sau bị cáo Hùng và Việt và chịu trách nhiệm với thiệt hại của việc nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, Hồ Anh Sơn còn lợi dụng chức vụ quyền hạn thu gom tăm bông, ống môi trường, dán nhãn Học viện Quân y rồi bán lại cho Công ty Việt Á để thu lời một cách bất chính. Cựu Tổng Giám đốc Việt Á mong tòa xem xét công trạng. Trong 2 ngày xét xử trước đó, mỗi khi được cảnh sát dẫn giải vào phòng xử, bị cáo Phan Quốc Việt cười tươi, gật đầu chào, thi thoảng quay sang nói chuyện với cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn và các bị cáo khác. Trả lời thẩm vấn, ông Việt cho biết Việt Á tham gia đề tài nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm với Học viện Quân y vì trước đó công ty của ông đã là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất kit xét nghiệm. Cựu Tổng Giám đốc Việt Á cho hay không có động cơ vụ lợi vì khi xông vào tâm dịch chính bản thân ông chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Ông Việt khẳng định, riêng về vấn đề xét nghiệm thì công trạng của Việt Á phải lớn hơn Bộ Y tế. Trong khi đó, bị cáo Hồ Anh Sơn thừa nhận đã soạn văn bản cho Công ty Việt Á cùng nghiên cứu kit xét nghiệm với Học viện Quân y. Đáng chú ý, trong phần tự bào chữa, bị cáo Sơn chỉ xin tòa đặt một câu hỏi, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy với chất lượng hai bộ kit như vậy thì chúng ta chọn phương án nào? Đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, bị cáo Viện Kiểm sát khẳng định việc mua bán kit xét nghiệm giữa Công ty Việt Á và Học viện Quân y phục vụ cho việc phòng chống dịch diễn ra với rất nhiều hợp đồng trong thời gian dài nên không còn là tình thế cấp thiết. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Sơn là một nhà khoa học không thể dùng kết quả nghiên cứu của người khác để đánh bóng tên tuổi vụ lợi cho bản thân mình. Nói lời sau cùng, cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn thừa nhận sai phạm, cho hay nếu thời gian quay lại, vẫn dấn thân nhưng chọn con đường đúng đắn. Còn Phan Quốc Việt thì mong tòa xem xét công trạng của mình, giá trị của bộ kit Việt Á, bối cảnh phạm tội, hoàn toàn vì lợi ích chung của đất nước để cho bị cáo mức án thấp nhất có thể. Các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn hối hận, mong tòa cân nhắc cho hưởng chính sách khoan hồng. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.